Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục eGroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối eGame, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc hai doanh nghiệp này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, để phục vụ công tác điều tra xử lý đối với hành vi của Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra đề nghị những người mua cổ phần cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần, công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e-group hiện còn dư nợ, chưa đến trình báo, khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ tài liệu cho nhà chức trách. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, theo quy định của pháp luật thì đến khi bản án có hiệu lực pháp luật, kết tội bị cáo, khi đó bị cáo mới được xác định là người phạm tội, đồng thời lúc này bị cáo mới có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả theo nội dung nêu trong bản án hình sự. Theo luật sư, quá trình giải quyết vụ án nếu bị cáo tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả thì đến khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị hại được quyền căn cứ vào nội dung bản án đó để yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành bị hại có quyền đưa ra mức yêu cầu bồi thường, tuy nhiên việc chấp nhận mức bồi thường thiệt hại với từng người sẽ căn cứ trên cơ sở đánh giá, chứng cứ để chứng minh, luật sư nhấn mạnh. Trong các án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư Đặng Văn Cường lưu ý tất cả người khai báo bị mất tiền từ các dự án đầu tư mua cổ phần, do vay hay nộp tiền vào trung tâm tiếng Anh như vụ án này đều được xác định là người bị hại bảo vệ quyền lợi của mình, các bị hại cần xuất trình mọi tài liệu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu bồi thường thiệt hại đó. Việc này là cần thiết, nhất là ngay sau khi Bộ Công an phát thông tin kêu gọi bị hại đến trình báo. Một số trường hợp phát sinh hợp đồng vay tài sản hoặc hợp đồng đầu tư để một bên gian dối chiếm đoạt tài sản, thì bị cáo người chiếm đoạt tài sản phải chịu hình phạt và phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Ngoài số tiền đó, bị hại mà có căn cứ chứng minh còn có những thiệt hại khác phát sinh thì xuất trình thêm chứng cứ để tòa án xem xét. Ông Cường nêu ý kiến, cũng theo luật sư, khi bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bị can và gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả, thì người bị hại có thể sớm nhận được quyền lợi về tài sản. Trường hợp bị can chưa bồi thường, đã nộp tiền vào tài khoản của cơ quan chức năng hoặc có tài sản bị niêm phong kê biên, bị hại có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án, thi hành đối với phần quyền lợi của mình. Lúc đó, phía thi hành án căn cứ vào tổng số người bị hại, tổng số tiền phải bồi thường, để tính toán để bồi thường cho ai, bồi thường cái gì. Bồi thường bao nhiêu theo quy định của pháp luật về thi hành án, trên cơ sở đảm bảo công bằng, công khai và đúng pháp luật. Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công ty Giáo dục E-Group, Tổng giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ APAT sở hữu chuỗi trung tâm Anh ngữ APAT Leaders bị khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Suốt thời gian qua, trung tâm Anh ngữ APAS Leaders đã bị bêu tên khắp nơi khi hàng nghìn phụ huynh kéo đến các trung tâm đòi tiền học phí. Nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh đều có chung câu hỏi, ai sẽ trả tiền cho họ sau khi sát thủy bị bắt? Hàng trăm phụ huynh vẫn mong mỏi được hoàn lại tiền học phí. Được biết, trong ngày 26 tháng 3, công ty cổ phần Anh ngữ APAS đã thông báo tạm dừng xác nhận hoàn học phí và công nợ học phí cho phụ huynh. Đơn vị này cũng tạm ngừng việc hoàn học phí cho đến khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra liên quan đến sát thủy. Hiện bà Nguyễn Thị Dung, thành viên hội đồng quản trị của công ty eGame, thành viên ban lãnh đạo của eGroup, đơn vị sở hữu trung tâm an ngữ APAT Leaders, tạm thời điều hành tập đoàn. Đồng thời, ông Thủy đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần, quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp này cho bà Dung theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Lâm xâm tại trung tâm APAC Lister bắt đầu từ tháng 9 năm 2022 khi nhiều phụ huynh tại Đắk Lắk gửi đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng về việc trung tâm Anh ngữ APAC Lister Bung Ba Thuộc đóng cửa nhưng không hoàn trả học phí. Các phụ huynh cho biết đã đóng hàng chục triệu đồng cho 12 tháng, nhưng con chỉ mới học được một tháng. Trung tâm này đã đóng cửa. Tại thời điểm này, ban lãnh đạo APAC Lister khẳng định không có chủ trương bỏ rơi khách hàng, đồng thời gửi lời xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ sớm mở cửa trở lại. Chỉ hai tháng sau, hàng chục phụ huynh tại Đồng Nai có con theo học tại trung tâm APAC Leaders. Biên Hòa cũng làm đơn khiếu nại, yêu cầu hoàn trả học phí với lý do trung tâm không thực hiện đúng như cam kết. Giáo viên dạy hời hợt Thậm chí, các khóa học đã được nửa thời gian mới đưa tài liệu cho học viên. Các phụ huynh tại đây nhiều lần liên hệ xin hoàn học phí với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng nhưng không nhận được phản hồi. Trước sức ép của phụ huynh, iPad Leaders đề xuất được hoàn trả học phí thành 5 đợt, kéo dài 5 tháng, mỗi đợt 20%. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy Sắc Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn giáo dục E -group, công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame. Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông công ty cổ phần đầu tư và phân phối eGame về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ông Thủy bị nhiều nhà đầu tư tố giác lừa đảo chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần tập đoàn giáo dục eGroup. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết, nếu hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, sẽ bị xử lý hình sự theo khoản 4 điều 174 bộ luật hình sự, với hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù trung thân. Luật sư Cường cũng cho hay, trong vụ án này, Sắc thủy và đồng phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có mức hình phạt tới 20 năm tù hoặc tù trung thân. Theo luật sư, không có gì bất ngờ khi ông Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bởi trước đó tập đoàn E-Group của ông Thủy lâm vào tình trạng phá sản. Rất nhiều người mất tiền sau khi đầu tư vào các dự án của tập đoàn này. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, sắc thủy đưa ra những thông tin gian dối về tình hình tài chính của doanh nghiệp về tính khả thi của các dự án kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn bằng hình thức vay vốn bán cổ phần thế chấp cổ phần cam kết lợi nhuận là môi nhử cho các nhà đầu tư tuy nhiên khi các nhà đầu tư nộp tiền bị can đã sử dụng tiền sai mục đích không có khả năng trả lại tài sản bởi vậy trường hợp kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản không còn khả năng trả tiền nhưng vẫn nhận tiền huy động vốn và cam kết trả tiền đúng hạn thì đó là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản nhiều phụ huynh cho con theo học tại hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apex Leader của ông Thủy cũng phản ánh được yêu cầu đóng tiền học trước. Tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online. Luật sư Cường phân tích, nếu ông Thủy biết các trung tâm này không còn khả năng hoạt động nhưng vẫn nhận tiền đặt trước của các phụ huynh thì đây cũng là một thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của các phụ huynh và cũng có thể bị xử lý hình sự về việc trả tiền cho các bị hại luật sư cường nói đây là trách nhiệm của người phạm tội các bị can bị cáo nếu bị can bị cáo không tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả thì nhà chức trách sẽ thu hồi tài sản của bị can bị cáo hoặc thu hồi các tài sản có nguồn gốc do phạm tội mà có để trả lại cho người bị hại trong vụ án số tiền chiếm đoạt sẽ rất lớn và số nạn nhân cũng rất nhiều cơ quan điều tra sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài sản kê biên tài sản của tổ chức cá nhân liên quan để đảm bảo thi hành án trả lại tài sản cho người bị hại quá trình giải quyết vụ án những người bị hại có quyền yêu cầu bị can và những người có liên quan bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Ngọc Thủy được biết đến là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn E-Group, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Anh ngữ APAC. Tập đoàn E-Group có 12 công ty hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, giáo dục mầm non, giáo dục trực tuyến, phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ em, thông qua robot thông minh và tính nhẩm, giáo dục kỹ năng nghề và du học. Trên website eGroup giới thiệu công ty đặt mục tiêu trở thành tập đoàn số 1 Việt Nam về giáo dục trực tuyến năng động, cạnh tranh mạnh mẽ, luôn hướng đến chinh phục các mục tiêu cao hơn và là sự lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế. Công ty con nổi bật của eGroup là APAC Holding, mã IBC đứng sau chuỗi trung tâm ảnh ngữ APAC Leader, hệ thống mầm non Igaten, trường liên cấp Forbank Australia, Quý 4 năm 2022, APAC Holding ghi nhận thua lỗ kỷ lục, doanh thu thuần của APAC Holding âm 45,5 tỷ đồng và lỗ sau thuế 93 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.336 tỷ đồng và lỗ sau thuế 81,4 tỷ đồng. Tính cả năm 2022, APAC Holding đã doanh thu thuần 1.336 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, với kết quả trên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 61% chỉ tiêu doanh thu đề ra cho cả năm. Đồng thời không đạt được kế hoạch về lợi nhuận. Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty của Sắc Thủy có tổng tài sản gần 4.600 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 2.500 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cũng cho biết công ty vẫn có khoản tiền mặt xấp xỉ 700 tỷ đồng. Nếu tính cả khoản tương đương tiền, giá trị khoản mục này của công ty Sắc Thủy là gần 737 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả của APAC Holding đến cuối năm 2022 cũng lên gần 3.100 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay và thuê tài chính là hơn 1.900 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IBC của APAC Holding cũng liên tục lao dốc không phanh. IBC từng ghi nhận chuỗi giảm sàn 25 phiên liên tiếp sau loạt lùm xùm của các công ty thuộc sở hữu và liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy. Hiện thị giá IBC đã rơi từ vùng 20.000 đồng xuống dưới vùng 1.700 đồng một cổ phiếu. Mã chứng khoán này cũng đã buộc phải rời sàn house xuống giao dịch tại UPCOM nhưng cũng đang bị đình chỉ giao dịch do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Sau nhiều đợt bị bán giải chấp, hiện E Group đã mất quyền công ty mẹ tại APEC Holding khi tỷ lệ sở hữu giảm về 17,66%. Đến nay Apex Holding vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 cùng một loạt báo cáo tài chính quý, báo cáo quản trị năm 2023. Ngoài ra doanh nghiệp này cũng chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đáng chú ý, nhiều công ty liên quan đến Sắc Thủy cũng đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên tới hàng chục tỷ đồng. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng, hệ thống kinh doanh của vị Sắc Thủy cũng không phải ngoại lệ. Doanh nghiệp của Sắc Thủy sau đó rơi vào tình cảnh khó khăn do các hệ thống giáo dục bị đóng cửa vì dịch bệnh, tạo áp lực tài chính, đứt gãy dòng tiền. Cuối năm 2022, hàng trăm nhà đầu tư cá nhân từng rót tiền vào các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của ông Thủy thông qua trái phiếu và thỏa thuận hợp tác chiến lược đã kéo đến trụ sở e group và nơi ở của gia đình vị doanh nhân đòi quyền lợi cùng thời điểm chuỗi trung tâm tiếng anh của sắc thủy cũng vướng vào bê bối khi phải đóng cửa hàng loạt nhiều phụ huynh tố chất lượng giảng dạy giảm sút yêu cầu bồi hoàn học phí nhân viên và giáo viên nghỉ việc vì bị nợ lương